ta nói, dừng tay. Đám gia hỏa các ngươi, ta muốn các ngươi toàn bộ bồi táng. Bồi táng? Từ khi nào mà nghiền chết mấy con sâu kiến còn cần phải bồi táng vậy? Bọn chúng không xứng, ngươi cũng không xứng. Thuần sát, vạn nhận phong hình. Tu La sát giới, huyết sắc hoàng hôn. Không, đây không có khả năng, dựa vào gì chứ? Ta thế nhưng là sát thủ nhị đẳng của La Sát tộc, ngươi chỉ là một tên sáng thế hỗn độn còn con, dựa vào cái gì giết ta? Dựa vào cái gì? Kẻ giết người, vĩnh viễn bị người giết. Ở đây, nếu như không có tồn tại mạnh hơn hắn, như vậy thì có thể đi chết rồi. Đừng sợ, hiện tại an toàn rồi. Ta dẫn các người đi tìm tịnh thổ thuộc về chúng ta. Còn không từ bỏ sao? Trong từ điển của vô trần ta, chưa từng có hai chữ từ bỏ. Ta và ngươi đều đã mất đi ngũ giác, không biết đau đớn, nhưng ta có thể cảm nhận được. Khí tức của ngươi đang suy yếu dần, nếu còn chiến tiếp, ngươi sẽ chết. Ta sẽ không, ta còn có chuyện rất quan trọng vẫn chưa hoàn thành. Ta tuyệt sẽ không ngã xuống bây giờ. Rốt cuộc là chuyện gì? Đáng giá sao? Đáng giá, vì một mục tiêu, ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Dù là cần phải chấp nhận nỗi đau vạn kiếm đốt thân, dù là chỉ còn lại một bộ thể xác trở về sao? Không sai. Ngươi thật là rất giống với ta. Ta chính là ta. Ta chính là vô trần. Ta không phải là ai khác. Ta cũng có chuyện mà bản thân muốn kiên trì, mối thù với thiên sứ thần tộc, thiên khiển chi nguyệt bị mất. Còn có tân vương của Tu La nhất tộc ta, ta muốn trở về, tận mắt nhìn thấy thiên sứ thần tộc hủy diệt. Thiên khiển chi nguyệt được tìm về, tận mắt nhìn thấy, tân vương leo lên bảng xếp hạng vị diện chi chủ. Thù hận, đây hết thảy đều chẳng qua là các ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Các người vĩnh viễn một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, vĩnh viễn cho rằng bạn tộc đều phải thần phục ở dưới chân các người. Lại chỉ có kiêng kỵ nhân tộc, kiêng kỵ thiên phú của nhân tộc, không tiếc đổi cùng giết tận. Các người như vậy, đáng bị diệt tộc. Nhân tộc. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi thắng rồi. Ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Người thắng chính là người thắng. Tới đi, ta nguyện ý hiến thân, đưa ngươi rời đi. Ngươi lại đang bố thí ta sao? Ta không hề muốn bố thí ngươi, chỉ là bởi vì tân vương của ta cũng là nhân tộc. Mặc dù ta không nhớ rõ hắn tên là gì, nhưng ta nhớ được, hắn là nhân tộc. Tới đi, kế thừa di nguyện của ta, rời khỏi nơi này, thay ta tìm về thiên khiển chi nguyệt của Tu La tộc ta. Hào hào phụ tá tân vương Tu La tộc ta, cùng với hắn, báo thù cho sự hủy diệt của Tu La tộc ta. Ngươi làm gì vậy? Kỳ thật ta biết rõ, ta không bằng ngươi, nhưng ta không muốn thua, không muốn tín nhiệm bất kỳ ai. Duy chỉ có người kia, mặc dù ký ức mơ hồ, nhưng ta vẫn như cũ nhớ rõ, hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tên của hắn, ta cũng đã lãng quên, nhưng hắn là bằng hữu duy nhất của ta. Vậy ngươi còn? Từ giờ trở đi, ngươi là người thứ hai mà ta tín nhiệm. Quan trọng nhất chính là, ta không muốn nợ ân tình của ngươi. Vô trần ta chưa từng nợ bất kỳ ai. Càng huống chi là một người ta thấy ghét.
Thì ra là thế, ta đáp ứng ngươi, những tên ra tay với nhân tộc của ngươi, sau khi ta rời đi, nhất định sẽ tới cửa từng tên, chém tận giết tuyệt. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Nên mở cửa rồi. Đương nhiên, đương nhiên. Sau khi rời đi, đừng quên về nhà đấy. Còn có kỳ tích. Còn nhớ rõ không, ẩn tộc nhân chúng ta là vô địch. Nhớ rõ, nhưng mà hình như cũng không phải là thật sự vô địch. Bởi vì ngươi vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới vô địch chân chính. Vô địch, chân chính. Vô địch chân chính là cái gì? Ngũ giác, thất phách, ba hồn. Liền ngay cả ký ức, trái tim, tính mạnh đều đã mất đi. Vô địch, cái gì mới là vô địch chân chính? Ta còn có biện pháp gì để vô địch? Vô ngã vô hình, vô ngã vô tâm, vô ngã vô dục, vô ngã vô địch. Thì ra là thế, thì ra là thế.